Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bàng. Từ trước đến nay, các bến bãi, bến xe, gà tàu luôn là những nơi hái ra tiền cho giới giang hồ. Chính vì thế tại đây thường xảy ra nhiều vụ huyết chiến để giạch lãnh địa cũng như tạo ra các đại ca giang hồ số má. Hôm nay xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm danh Top 5 đại ca bảo kê gà tàu bến xe khét tiếng Hà Thành. 1. Hùng bò đại ca gà Trần Quý Cáp Khu vực ga Trần Quý Cáp những năm 90 cũng là một trong những khu hái ra tiền. Với quy định ngầm của giới giang hồ thì khu vực này thuộc quyền cai quản của Hòa Cao, một đàn anh nổi tiếng tàn bạo nhưng lại không có cái kết có hậu. Hòa Cao sẵn sàng xuống tay với tất cả những ai dám bật lại luật mà mình đưa ra. Nhưng về sau Hòa Cao có dính vào Mai Thúy, khu vực ga Trần Quý Cáp thuộc sự cai quản của Hùng Bò. Nói về Hùng Bò thì giang hồ Hà Nội những năm 90 không ai là không biết. Bởi anh em nhà Hùng Bò mạnh bò cực kỳ có số má nhắc về hùng bò thì phải nhắc đến phi vụ hùng chém một giang hồ số má khu khác đến không có ý định tranh giành nhưng vì số má nên hùng bò đã xuống tay để giữ vị trí của mình với số má cũng như bản lĩnh của mình thì hùng bò đương nhiên trở thành người cai quản khu vực ga trần quý cáp khá là lâu và để lại được số má tên tuổi của mình sau này khi hùng bò dính vào một vụ án nên phải đi tù được biết lúc đó hùng bò Thu án tại trại Nam Hà và các giang hồ Hà Nội tại đây đều xem Hùng là anh lớn. Đương nhiên, khi Hùng bò chung án tù thì ga Trần Quý Cáp có rất nhiều giang hồ khác vươn lên đánh bật đàn em của Hùng ra bởi số tiền khủng từ việc bảo kê mang lại. Sau này, khu ga Trần Quý Cáp nổi lên những dân chơi trẻ khác tên là Dũng Sầm. Được biết, địa bàn Dũng chọn để lấy số má là khu vực ga Tàu đi các tỉnh phía Bắc nằm ở trên phố Trần Quý Cáp. Cuối những năm 1990, đây là khu vực được nhiều tay anh chị cộm cán tụ về để chơi đêm. Hàng quán rất nhiều, quán karaoke quán nhậu phục vụ 24 trên 24. Cùng vài chiến hữu trùng trí hướng, Dũng bắt đầu quậy từng khu vực này. Xuất hiện ở đâu, Dũng cũng tỏ thái độ kẻ cả trịch thượng, lúc nào cũng sẵn sàng rút dao, dí vào cổ những người tỏ thái độ phản kháng. Một số chủ quán karaoke tưởng Dũng là một đại ca nào đó mới xuất hiện, để yên thân, làm ăn, đã phải chấp nhận nộp chút tiền bảo vệ cho Dũng. Trong những quán này, khi có mặt, Dũng luôn chứng tỏ mình là số một. Phòng hát chung nhưng Dũng luôn ngồi ở gần cửa và gác chân lên mặt bàn. Bất cứ ai muốn ra vào, muốn đi qua Dũng đều phải nói xin lỗi. Một chiến hữu của Dũng sau này kể lại, thời đó đi cùng Dũng, hút thuốc ba số, uống rượu ngoại nhưng vẫn không thấy ngon bởi đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Thái độ sức sược không coi ai ra gì của Dũng, khiến nhiều băng nhóm trong khu vực muốn nhổ đi cái gai trong mắt. Cuối năm 1997, việc tranh chấp quyền lực đen không khỏi ấy đã xảy ra. Với bước chân ra khỏi quán quen, thì nhóm của Dũng bị tấn công tới tấp. Dũng nhanh tay rút lưỡi lê gặp trong người, vùng loạn xã để tìm đường tẩu thoát. Hầu vụ ẩu đả, Dũng đã giết chết một người, làm trọng thương hai người khác. Ảo tưởng về bản lĩnh giang hồ tàn vỡ với cái giá quá đắt. Dũng phải nhận 12 năm tù, trả án ở trại nằm Thanh Hóa. 2. Hai, hai CKC, đại ca bến xe giá bát và cuộc đối đầu với Khánh Trắng. Những năm 1990, bến xe bãi chợ là những nơi kiếm ra tiền. Bằng rất nhiều thủ đoạn tình vị, Khánh Trắng đã thâu tóm và trở thành ông vua không ngai ở khu vực chợ Đồng Xuân, Long Biên, Bắc Qua. Tin tưởng vào thế lực và hắc danh của mình, Khánh định vươn vòi xuống cả bến xe phía Nam hay còn gọi là bến xe Giáp Át. Khánh Trắng muốn nói chuyện phần chia quyền lực đen ở bến xe phía Nam. Người xứng đáng để ông Trùm chợ Đồng Xuân tìm đến phải là Hải CKC, tức Vũ Thế Hải, sinh năm 1960 ở phố Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng. Người được gọi là tương đối có tiếng nói trong thế giới ngầm ở bến xe Giáp Bát lúc bấy giờ. Kể về ngôi thứ giang hồ cũng như bề dày thanh tích đầm chém, Khánh cho rằng hai dù gì cũng xuất thân là dân anh chị nội thành. Mặt khác, Khánh nghĩ đơn giản rằng với số má cũng như thực lực của mình, những băng nhóm mạnh ai nấy sống, rắn không có đầu ở khu vực bến xe phía nam sẽ nhanh chóng bị khuất phục và có lẽ khánh sẽ thực hiện được điều đó nếu phía trước gã không phải là mưu sâu kế hiểm của đồng chém vị quân sư đàn anh trong bóng tối của hải ckc. theo trí nhớ của một số tay anh chị, thì đó là một trưa mùa hè năm 1993, khánh trắng bước xuống xe jeep kéo theo hàng chục đàn em. Khênh khẳng bước vào điểm hẹn là một nhà hàng ở đường Giải Phóng, ngay sát bến xe. Đi cùng Khánh lúc đó là những đàn em thuộc dạng máu mặt nhất như Thắng Chố, Vinh Đồng, vân vân. Lúc ấy, phía trong nhà hàng được bao toàn bộ, chỉ có hải CKC và vài gã giang hồ đại diện cho các băng nhóm ở khu vực bến xe. Không biết vì quá coi thường đối thủ hay muốn ra ngoài phủ đầu, Khánh Trắng nói chuyện bằng thứ giọng trịch thượng của một kẻ bề trên con hổ dữ chợ Đồng Xuân càng không thể ngờ, chính vì thế mà gã đã rơi thẳng vào cái bẫy được giằng sẵn. Không chỉ Hải CKC, mà cả những tài ảnh chị đại diện băng nhóm bến xe phía Nam đều tỏ vẻ rất khó chịu với thái độ của Khánh. Dường như không chịu nổi, Hải bỗng đập bàn chỉ thề. Khánh trắng, một mình mày đã kiếm bộn tiền ở chợ Đồng Xuân, giờ lại muốn đạp lên bát cơm của anh em bến phía Nam à? Thấy Hải có vẻ manh động, một số đàn em của Khánh Trắng lập tức nhào lên, định ăn thua đủ với kẻ dám láo lếu với đàn anh của mình. Thế nhưng Khánh ngăn đám đệ tử lại, ông trùm nhẹ nhàng, móc trong bụng ra một khẩu hàng nóng ngắn, gã lạnh lùng. Hai này, tao biết mày chơi CKC rất giỏi, nhưng giao lề liệu có đấu được với chó lửa không? Cần biết rằng những năm 1990, hàng nóng rất hiếm, chỉ những đại ca cộm cán thuộc hàng thứ dữ mới sở hữu được cái vật chết người ấy. Khánh Trắng chia thẳng hàng nóng vào Hải Sikasi. Chưa chắc gã đã định bắn này mà chỉ là cách để gian mặt đối thủ cứng đầu. Càng bất ngờ hơn khi người đang ngồi trước nòng hàng nóng không những không tái mặt mà bình thản cười khẩy. Súng của mày có bao nhiêu viên đạn? Mày có thể bắn chết tao nhưng sẽ không bắn hết được anh em của tao. Nếu tao nằm xuống, mày đừng hòng, vác xác ra khỏi cái quán này. Hai vừa dứt lời thì từ phía ngoài đường có tiếng động cơ gầm rú của nhiều chiếc xe lam loại xe nhỏ chuyên dùng để chở người và hàng ở các bến xe ngày trước giờ đã bị cấm bởi không đảm bảo an toàn giao thông. Khoảng hơn chục chiếc xe làm tạo thành một vòng cung bao vây phía ngoài nhà hàng. Từ mỗi xe bước xuống gần chục tay anh chị đang đăng sát khí với đủ loại dao kiếm trên tay. Tính ra, đội quân tiếp ứng này lên đến cả trăm người. Họ kéo hết vào quán, đứng sau lưng Hải CKC, tỏ vẻ sẵn sàng chờ lệnh của Hải. Khánh Trắng không hổ dành là ông trùm số một của Hà Thành. Dù phía đối phương có lực lượng vượt trội, giọng Khánh vẫn không hề nao núng. Chúng mày định dở thói chó đà nà. Hôm nay anh em tao có nằm xuống hết, cũng phải kéo theo một nửa số chúng mày xuống ẩm phủ. Đám đàn em của Khánh lập tức lạnh lùng, rút ra đủ loại hàng lạnh, sẵn sàng tiếp chiến. Một số người chứng kiến nhớ lại khung cảnh lúc đó giống như những bộ phim xã hội đen, không khí càng như dây đàn. Tương trưng chỉ chờ một cái nháy mắt nữa là sẽ có một cuộc chiến đẫm máu xảy ra. Mặc dù thực chất, cả hai phe đối địch đều không muốn cuộc chiến này xảy ra, bởi đều quy tụ những gã giang hồ chuyên nghề đâm chém. Nếu hai băng nhóm lao vào nhau, hậu quả thảm khốc thế nào là điều hoàn toàn dễ tưởng tượng. Giữa lúc ấy vị cứu tình xuất hiện, không ai khác chính là đồng chém đàn anh của hải CKC, một mặt quát hải cho thu quân, một mặt ngọt nhạt khuyên nhóm của Khánh cất vũ khí. Gã giang hồ lạng sơn bỗng chốc trở thành sứ giả của hòa bình. Sau đó Đông Chém trực tiếp nói chuyện với Khánh Trắng. Không ai biết thực chất cuộc nói chuyện là gì. Không rõ Đông đã thuyết phục ông Trùm tham lam chợ Đồng Xuân thế nào. Chỉ biết rằng từ đó cho đến khi phải trả giá vào năm 1996, Khánh Trắng không bao giờ lái vãng xuống địa bàn bến xe phía Nam nữa. Rất lâu sau đó, giới giang hồ Hà Thành vẫn bàn tán xôn xao về vụ việc này. Không chỉ việc Khánh Trắng phải xuống thang nhượng bộ, họ còn tìm ra thực chất Đông Chém mới là người đạo diễn toàn bộ sự việc. Sau vụ việc, nề phục hại CKC xả thân vì miếng cơm manh áo của chiến hữu, toàn bộ các băng nhóm ở bến xe phía Nam đều chấp nhận vị trí số 1 của Hải trong khu vực gây dựng xong thanh thế cho đàn em, đông chém lại mất hút phía sau cánh gà. Quá danh mà, có lẽ đông hiểu rằng những hoạt động phi pháp tranh giành quyền bảo kê bến bãi, dù sớm hay muộn, cũng bị pháp luật tóm gáy. Vài năm sau, hai CKC trả giá bằng một án tù dài với hàng loạt tội danh. Sau này, bến xe ra bát nổi lên những đại ca khét tiếng khác, trong đó nổi mật nhất phải kể đến Hà Thanh Tách và Hùng Liên Sô. 3. Tú Cọ, Tùm Dính, Đại ca khu ga hàng cỏ Ga hàng cỏ hay ga Hà Nội cũng được xem như là một nơi hái ra tiền, cho nên những năm 90 có rất nhiều cuộc trình phạt của các đại ca để tranh giành địa bàn ở đây nhưng được xem như cầm trịch khu gà hàng cỏ này là anh em nhà Tùng Dính Tú Cọ. Được biết, Tùng Dính là anh, còn Tú Cọ là em. Được biết Tùng Dính nổi từ những năm 90 và được xem như bộ đội gia thủ đô, còn em trai Tú Cọ cũng rất có tên tuổi vào thời điểm đó. Bởi để bảo kê một trong những khu gà lớn nhất Hà Nội thì không phải chuyện đơn giản, mà chỉ có những đại ca máu thật sự mới làm được. Về Tùng Dính thì phải là người trong giang hồ thời điểm đó mới biết tên tuổi như thế nào, bởi báo chí gần như không viết về đại ca này quá nhiều. Nhưng ngày đầu thì hiện tại đại ca cầm trịch ra hàng cỏ những năm 90 này đã qua đời. Còn về Tú Cọ thì cũng khe tiếng không kém. Trong giới giang hồ Hà Thành, Tú Cọ sinh năm 1962, tức Hoàng Tú Dương, được xếp ngang hàng với những nhân vật rất đỉnh đám như Ngọc Sa Lộ, Sơn Bạch Tạng, thậm chí là cả với Phúc Bồ sinh ra và lớn lên ở khu vực phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Từ nhỏ, Tú Cọ đã sớm bị tiềm nhiễm những thói hư thật xấu của xã hội. Đến độ tuổi thanh niên, Tú Cọ bắt đầu con đường tội lỗi của mình bằng mấy trò ăn cắp vặt. Dĩ nhiên, để tồn tại trong một môi trường xã hội phức tạp, muốn làm đại ca để cho kẻ khác phải biết cách nảy số. Xuất hiện cùng với những khánh trắng, phúc bồ, ngọc xa lộ vân vân, Tú Cọ thể hiện đẳng cấp của mình bằng hàng loạt vụ cướp chém giết ở Hà Nội, không dừng lại đó, Tú Cọ còn cầm đầu một đám bảo vệ đồng đúc, hoạt động bờ bụi ở khu vực Quỳnh Lôi, Thanh Nhàn, Thanh Lương, vân vân. Những địa bàn thuộc diện rất nóng vào thời điểm những năm 90. Gây ra tội ác, chắc chắn Tú chẳng thể nào thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Vào tù ra tội nhiều như cơm bữa, với các loại tội danh khác nhau. Sau những lần sổ khám như vậy, đẳng cấp của Tú lại được tăng thêm vài phần. Bàn thành tích có đến 6 tiền án và vô số tiền sự. Tú nghiêm nhiên trở thành một đại ca nổi tiếng khi có rất nhiều đệ tử ở dưới trướng. Khi bước qua tuổi 30, kinh nghiệm cuộc sống nhiều hơn và nhiều thủ đoạn hơn, Tú không còn hung hăng giữ tợn như trước. Bắt đầu dấn thân vào công việc bảo kê đòi nợ thuê, Tú rất ít khi ra mặt trong những cuộc va chạm chém giết mà đều cho đám mòng về thực hiện. Đã có thời, ở khu vực quận Hai Bà Trưng, tất cả các quán tẩm quất, massage hay karaoke đều phải chịu sự bảo kê của Tú. Sau này, khi không còn lực để nắm ga hàng cỏ hay các khu vực khác tại Hà Nội thì tên tuổi của Tú Cọ cũng chìm dần. Năm 2012, đại ca này cũng từng phải tra tay vào cổng trong một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 4. Thanh xăm, hung thần bến nứa Khu vực bến nứa những năm 90 cũng cực kỳ phức tạp bởi nơi đây giao thương rất nhiều hàng hóa nên các đại ca giang hồ muốn bảo kê để kiếm tiền. Trong số các đại ca từng làm mưa làm gió tại bến nứa thì không thể không kể đến Thành Xăm, một trong những đại ca thế hệ đầu của giang hồ Hà Nội. Nhắc đến Thành Xăm, những con nợ đầu gấu Hà Nội không ai là không biết đến, khi đại ca này được ví như một trong sáu con hổ xám của giới giang hồ đất Bắc những năm 90. Đi qua các trường trại thì Thành Xăm luôn ở chiếu trên và được coi là đại ca của trại. Từng có thời gian mà Thành Xăm làm thi đua trại văn hòa cực kỳ khét, nơi mà lúc đó là tù máu, bản lĩnh chứ không phải tiền bạc hay quan hệ như hiện tại. Được biết ông Trùm Khánh Trắng một tay thao lược cả giới giao hồ Hà Nội cũng có sự giúp sức khá nhiều của Thành Sam. Thời điểm năm 1987-1988, Khánh hành nghề chở thịt thuê bằng xe đạp ở các chợ Đồng Xuân, Long Biên. Sau đó Khánh chuyển sang nghề đạp xích lô. Cũng ở những chợ này, bước ngoặt của Khánh là việc làm thân với một số kẻ có máu mặt như Sơn Lùn, Đức Chính Ủy, Thành Sam. Sơn Lùn, Thành Sam là những tay đào búa có tiếng ở khu vực chợ Đồng Xuân đã giúp cho Khánh rất nhiều trong công cuộc thu phục các băng nhóm khác. Bởi lúc đó sự ảnh hưởng của Thành Sam cực kỳ lớn. Tại khu vực Bến nữa thì cái tên Thành Sam khiến cho không biết bao giao hồ cộm cán khác vỡ mật khi muốn giành địa bàn. Chính vì thế bằng Thành Sam, Khánh Trắng đã độc chiếm bến nứa trong một thời gian cực kỳ lâu. Chính vì thế Khánh Trắng cực kỳ tôn trọng Thành Sam khi luôn chu cấp cho đại ca này bất kỳ thứ gì. Cũng chính trong lần sinh nhật con thành xăm, lúc đó Khánh Trắng đến dự cùng triệu con và dính một cả axit vào mặt của Việt Dũng. Thành xăm cũng được biết đến như là giang hồ bản lĩnh một mình, tức là không có quá nhiều đàn em mà khi xử lý việc đều một mình tự làm. Giang hồ Hà Nội vẫn còn nhớ những năm 90, khi thành xăm đi đánh bạc thì lúc nào cũng dắt một khẩu chó lửa trong người, thường đi từ tối đến dạng sáng mới về. Đương nhiên, chẳng đầu gấu đầu mèo nào dám cướp sới bạc mà thành xăm đáng trời. Hiện tại thì đại ca này vẫn còn sống tại Hà Nội, thuộc thế hệ giang hồ già, rất được kính đề. 5. Cường Kính Mạnh Kính Bảo Kê Bến Xe Yên Nghĩa Bến Xe Yên Nghĩa Hà Đông cũng là một trong những nơi trùng chuyển khách lớn ở Hà Nội. Tại đây, từ trước đến nay người cầm trịch vẫn là anh em nhà Mạnh Kính Cường Kính. Tại Hà Đông thì Mạnh Kính Cường Kính cũng từng là một đại ca máu mặt thật sự. Được biết Mạnh Kính nổi lên trước cả Dũng Phở và Sơn Thảo Nứa và cùng đàn em của mình hoạt động tại khu vực bến xe Yên Nghĩa. Đây là bến xe lớn nhất Hà Đông, cho thấy tầm ảnh hưởng của Mạnh Kính như thế nào. Dù mó mặt, nhưng Mạnh Kính hoạt động cực kỳ kín tiếng, không như các giang hồ khác luôn muốn mở rộng lãnh thổ. Mạnh Kính chỉ làm ăn trong khu vực bến xe Yên Nghĩa của mình. Đương nhiên, tất cả các đầu xe vào, rời bến đều phải nộp tô cho đại ca này. Nếu láo nháo, thì sẽ bị đánh không thường tiếc. Sau này Mạnh Kính cũng từng va chạm với Sơn Thảo Nứa, nhưng thay vì dùng đao kiếm thì đại ca này đã dùng cái đầu bằng cách báo công an bắt Sơn Thảo Nứa khi đang sách đồ đi huyết chiến với mình. Chính vì thế Sơn Thảo Nứa cực kỳ hận Mạnh Kính nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Nghe đầu Mạnh Kính đã mất từ khá lâu. Mới đây nhất thì Cương Kính cũng bị bắt trong một vụ đánh bạc. Mặc dù chưa có tiền án tiền sự, tuy nhiên đối tượng cường kính nằm trong diện theo dõi của lực lượng công an với nhiều biểu hiện bất minh, hoạt động dân hành trị, xã hội. Ngày 1 tháng 1 năm 2024, Công an quận Hà Đông, Hà Nội thông tin đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Đình Cường, tức Cường Kính sinh năm 1967, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo cơ quan công an, mặc dù đối tượng Cường Kính chưa có tiền án tiền sự, nhưng lại nằm trong diện theo dõi của lực lượng chức năng do có nhiều hoạt động bất minh là dân anh chị xã hội. Qua xác minh, đêm ngày 31 tháng 12 năm 2023, lực lượng cảnh sát hình sự công an quận Hà Đông bắt quả tàng tại nhà đối tượng Phạm Thắng Lợi đường Quang Trung, tổ 17 Yên Nghĩa có 5 đối tượng đang đánh bạc với hình thức bài chắn. Lực lượng công an thu giữ trên chiếu bạc gần 88 triệu đồng và hai bộ bài chắn, hai đĩa sứ. Trên đây là top 5 đại ca bảo kê ga tàu, những bến xe khét tiếng Hà Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng. Xin chào và hẹn gặp lại.